Nay em sẽ đi test một cái video đánh lươn thực tế nhé anh em nhé. Bé quá. Đàn lươn bé anh em. Nhìn bé quá. Đây còn con này, đây nữa, hai con nhé. Lươn thoải mái cứng nhé, không sợ nhé. Không sợ bị ấy đâu, không sợ nhanh hồi đâu nhé. Đây con này hơi bé nhưng mà hơi cứ bắt để quay video cho anh nhé. Chú em nó khan hiến hơn lươn lắm. Không có lươn thì chú anh em đâu. Điện rất rộng nha anh em nhé. Đây, nóc. Tụi em gọi là bóng, không phải nóc. Nhói này anh em, nhói này. Con này anh em mà đi chọc bèo nhé, chọc bèo bùn lươn rất là hiệu quả. Thank you.
Đây con nhãi đây không bắt. Xa bờ quá. Sàn luôn bé ạ. Nhé, em kết thúc video nhé, em đăng một cái video mới cho anh em nhé. Không biết anh em có xem được video không?